Nếu tiến đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ phải lo giữ bằng được 5 yếu địa nào? Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng Việt Nam nhỏ bé chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc, thì việc Trung Quốc đem đại quân xuống tiến đánh Việt Nam thì sẽ là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng lịch sử hàng ngàn năm nay đã chứng minh điều đó không hề dễ dàng chút nào. Ngay gần đây thôi, cách đây hơn 40 năm, Trung Quốc cũng đã từng đem đại quân vượt qua biên giới phía Bắc Việt Nam để dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng kết quả thì nhục nhã ê chề, rút chạy về nước. Có ý kiến cho rằng Trung Quốc giờ đây đã khác, họ không chỉ có lực lượng quân thường trực đông nhất thế giới, lại có nền quân sự xếp loại nhất nhì thế giới, họ có thể sẽ dễ dàng nuốt trọn Việt Nam nhỏ bé ngay tức khắc. Thế nhưng, nếu nhìn về vị trí địa lý thì Trung Quốc không thể huy động tổng lực để tiến đánh Việt Nam được. Họ phải đem quân trấn giữ những vùng địa lý trọng yếu trên lãnh thổ bao la rộng lớn. Nếu đổ dồn hết lực lượng đánh Việt Nam thì những vị trí then chốt sẽ dễ dàng bị tấn công và có thể chưa chiếm được Việt Nam thì Trung Quốc cũng đã bị chia cắt. Hơn nữa, vị trí của Trung Quốc lại nằm giữa các cường quốc lớn và trung bình, lại có mối quan hệ tranh chấp khá phức tạp trên lục địa cũng như trên biển, thì việc đưa toàn bộ lực lượng tiến đánh Việt Nam là điều không thể. Vậy thì, những yếu địa lớn của Trung Quốc bao gồm những gì? Việt Nam có dễ dàng để cho Trung Quốc thâu tóm hay không? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 đã cho thấy rằng Việt Nam không hề đơn giản như Trung Quốc từng nghĩ. Họ nói rằng sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng chỉ sau một tháng đổ quân sang Việt Nam, Trung Quốc đã phải cho rút quân về nước sau thất bại và thiệt hại nặng nề. Trong bài phát biểu của mình sau năm 1979, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận định rằng Trung Quốc hiện nay có một đội quân 3 triệu rưỡi người, nhưng họ phải để lại một nửa trên biên giới Trung Xô để phòng ngừa Liên Xô. Vì lý do đó, nếu họ có mang 1 hoặc là 2 triệu quân sang đánh ta, chúng ta cũng không hề sợ hãi gì cả. Chúng ta chỉ có 600.000 quân ứng chiến, và nếu sắp tới chúng ta phải đánh với 2 triệu quân thì cũng không có vấn đề gì cả. Chúng ta không sợ vì chúng ta đã biết cách chiến đấu. Nếu họ mang vào 1 triệu quân thì họ cũng chỉ đặt được chân ở phía Bắc, phải đối mặt với những làng mạc, thành phố, nhân dân và công tác phòng ngự. Không ai có thể thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả, chống lại từng người dân, thậm chí có phải đánh nhau từ 2 đến 3 năm, hoặc là 4 năm họ cũng không thể tiến vào được. Mỗi huyện là một pháo đài, mỗi tỉnh là một chiến trường. Chúng ta sẽ chiến đấu và họ sẽ không thể xâm nhập vào được. Có thể thấy nơi hiểm yếu đầu tiên của Trung Quốc đó chính là phía Bắc. Phía Bắc Trung Quốc tồn tại tới 2 cường quốc, một trong quá khứ và một thuộc thời hiện đại. Đầu tiên phải kể đến đế quốc Mông Cổ từng tung hoành khắp châu Á, châu Âu vào thế kỷ thứ 13-14. Chính Trung Quốc cũng từng trở thành nạn nhân của vó ngựa Mông Cổ. Phía trên Mông Cổ còn có Nga, một cường quốc hiện đại. Nga và Trung Quốc tiếp sát nhau ở khu vực Hắc Long Giang, bên bờ Thái Bình Dương, một phần khu tự trị Nội Mông và một phần nhỏ, chỉ khoảng 40 km gần Kazakhstan. Do đó, chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của việc sống cạnh nước lớn. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, lãnh thổ Trung Quốc cũng đã nhiều lần bị xâm lược bởi hai nước Mông Cổ và Nga. Thế nên tại đây luôn có quân đội thường trực để phòng ngừa. Trước khi đánh Việt Nam, Trung Quốc cũng đã nhận ra điểm yếu này của mình. Họ từng đòi quân đội Liên Xô phải hoàn toàn triệt thoái khỏi Mông Cổ, đồng thời giảm số lượng các lực lượng vũ trang trên suốt tuyến biên giới Trung Xô. Nhưng thứ mà Trung Quốc nhận lại là thái độ quyết tâm đối đầu của đối phương. Đó là vào đầu tháng 4 năm 1978, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev khi đến thăm Serbia và hạm đội Thái Bình Dương, ông đã tuyên bố rằng sẽ triển khai trên tuyến biên giới các hệ thống vũ khí mới ngoài những hệ thống vũ khí trang bị hiện đại đã có sẵn trên biên giới Trung Xô. Ngày 12 tháng 4 năm 1978, chính phủ Mông Cổ cũng công khai bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, tuyên bố rằng lực lượng quân đội Liên Xô được tăng cường phải triển khai dọc biên giới Mông Cổ, Trung Quốc là theo yêu cầu của Mông Cổ nhằm đáp trả việc tăng cường lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trên biên giới. Thái độ phản ứng của Liên Xô sau đó đã buộc Trung Quốc phải phân tán lực lượng để phòng ngừa.
Theo đó, dọc tuyến biên giới Sô-Trung đã tập trung khoảng 1,5 triệu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, trên tổng số quân thường trực chiến đấu là 3,6 triệu người, tức là gần phân nửa lực lượng. Con số này là bị chia nhỏ ra để bảo vệ các yếu điểm khác. Cuối cùng chỉ có 600.000 quân sang tấn công Việt Nam trên tổng số 3,6 triệu người. Và khi Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch xâm lược Việt Nam, thì từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3, theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, trên tất cả các quân khu, vùng biên giới phía đông trên lãnh thổ Mông Cổ và trên Thái Bình Dương đã tiến hành cuộc diễn tập Hiệp đồng quân binh chủng và diễn tập hải quân có sử dụng đạn thật. Trong cuộc diễn tập lớn nhất lịch sử quân sự có sử dụng lực lượng của 20 sư đoàn binh chủng hợp thành và không quân với 200.000 quân nhân, 2.600 xe tăng, 900 máy bay và 80 chiến hạm. Kế hoạch diễn tập đã tiến hành tổ chức các cụm chủ lực không quân công kích trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula được vận chuyển vào khu vực Chita trên quãng đường dài 5.500 km bằng máy bay vận tải quân sự. Một đợt bay trong thời gian 2 ngày. Các trung đoàn máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Ukraine và Belarus, Sia cũng được cơ động trực tiếp đường không đến các sân bay của Mông Cổ. Trên các vùng biển phía đông và nam Trung Quốc, gần 50 chiến hạm của Liên Xô, trong đó có 6 tàu ngầm tiến hành các hoạt động sẵn sàng chiến đấu và đồng loạt triển khai diễn tập các hoạt động tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương. Riêng vùng biển Fremori tiến hành diễn tập đổ bộ đường biển. Trong tiến trình diễn tập, có những khoảng thời gian có tới 10 trung đoàn không quân tuyến 1, đội hình chiến đấu hoạt động, các kíp bay đã bay, tổng cộng 5.000 giờ đã được sử dụng, tới 1.000 quả bom và tên lửa. Trong diễn tập bắn đạn thật, những đợt diễn tập lớn nhất được thực hiện tại Mông Cổ với sự tham gia của 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp. 3 trong số đó, các đơn vị được điều động từ Siberia và Zabaykalia. Và chỉ vài ngày sau khi cuộc tập trận của Liên Xô bắt đầu, ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc đã lo lắng về việc Liên Xô sẽ can thiệp vào chiến tranh. Trung Quốc đã vội vã tuyên bố rút quân về nước. Mặc dù hiện nay, nguy cơ an ninh từ phía Bắc đã giảm đi rất nhiều do Mông Cổ đã suy yếu và việc tấn công Trung Quốc từ phía Bắc không khác nào tự sát bởi quân đội sẽ phải vượt qua sa mạc Gobi khắc nghiệt. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn ở khu vực này sẽ làm bất cứ cuộc hành quân nào qua vùng nội Mông trở nên không tưởng. Cuộc xung đột Ukraine cũng đang đẩy Nga và Trung Quốc lại gần nhau hơn. Kế hoạch phát triển vùng viễn đông của Nga chắc chắn phải dựa vào sự giúp sức của Bắc Kinh và vùng viễn đông của Nga có khí hậu khắc nghiệt nên dân số chưa đến 10 triệu người so với khoảng hơn 100 triệu chỉ tính riêng vùng Mãn Châu của Trung Quốc. Dải đất hẹp tiếp giáp giữa hai nước có thể là điểm yếu, nhưng Moscow không có đủ tiềm lực cũng như lý do để tấn công Trung Quốc. Thế nhưng, dù tình hình có thuận lợi như thế, nó vẫn không thể đảm bảo cho một chiến thắng hoàn toàn của quân đội Trung Quốc tại Việt Nam. Trung Quốc ngày nay cũng như vậy, họ không thể chắc chắn hoàn toàn mà phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu xâm lược Việt Nam. Đầu tiên là họ chắc chắn sẽ bị sa lầy ở nước ta. Thứ hai, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ là thứ phải chịu đòn đầu tiên do Mỹ và phương Tây sẽ có cớ để cấm vận và trừng phạt. Nếu Trung Quốc không thể đánh nhanh thắng nhanh mà lại kéo dài trận chiến làm tổn thương nền kinh tế, thì sẽ dẫn đến một kết cục mà trước đây họ đã từng bị rất nhiều lần, đó là tan rã thành nhiều nước nhỏ khác nhau. Vấn đề nội chính của Trung Quốc không thực sự ổn. Một khi chiến sự nổ ra sẽ tạo điều kiện cho những vùng lãnh thổ khác nổi dậy nhằm chống lại sự cưỡng ép của Trung Quốc trong nhiều năm qua như khu tự trị Tân Cương. Ở đây tồn tại một phong trào khủng bố có tổ chức đang muốn giành độc lập cho khu vực này. Bên cạnh đó, ở phía Tây Trung Quốc cũng là một nơi cần quan tâm. Giáp với Trung Quốc ở hướng này là Tây Tạng, mà sau Tây Tạng đó là Ấn Độ, một đồng minh không chính thức của Việt Nam. Tây Tạng là nơi thượng nguồn của nhiều con sông lớn, bao gồm cả Hoàng Hà và Dương Tử ở Trung Quốc. Nó được mệnh danh là tháp nước thế giới. Ấn Độ và Trung Quốc vốn cơm không lành, canh không ngọt. Giả sử Ấn Độ kiểm soát Tây Tạng và cả tháp nước, đó sẽ là mối họa thực sự với Trung Quốc. Thứ nhất, do sông là mạch nguồn của sự sống, cung cấp phù sa màu mỡ cho nông nghiệp và đóng vai trò cung cấp cái ăn cho gần 1 tỷ dân. Sông mà bị đứt đoạn thì chắc chắn dân tỉnh Trung Quốc sẽ hỗn loạn. Thứ hai,
ba con sông lớn nhất của Trung Quốc gồm Trường Giang, Hoàng Hà và Châu Giang đều bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng. Mặc dù là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc chỉ chiếm 6% lượng nước ngọt toàn cầu. Thế nên nếu như Tây Tạng bất ổn thì Trung Quốc không chỉ thiếu ăn mà còn thiếu cả nước sinh hoạt. Trước đây, Trung Quốc từng thiên hạ thủ vi cường, họ quyết định xua quân chiếm luôn Tây Tạng. Mặc kệ dân bản địa phản đối gay gắt đến đâu, nhưng tình hình kiểm soát cũng chỉ là tạm thời. Một khi chiến tranh xảy ra, Ấn Độ sẽ tự nhiên trở thành mối lo thường trực đối với Trung Quốc. Ngoài ra, ở hướng đông cũng là vấn đề lớn. Đài Loan dù nhỏ bé nhưng luôn chờ thời cơ để tiến đánh đại lục. Đài Loan cũng giống với đại lục đều tuyên bố toàn bộ Trung Quốc là thuộc về mình. Nên dù họ có nhỏ bé, nhưng chắc chắn Trung Quốc vẫn phải cho quân phòng ngừa. Nhất là khi hòn đảo này nhiều năm nay đã mua sắm rất nhiều khí tài hiện đại của Mỹ và họ còn tự phát triển cho riêng mình một nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Từ phía đông bắc, hòn đảo Điếu Ngư đang là vùng tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Và Nhật Bản là đồng minh thân cận với Mỹ cũng như nước láng giềng Hàn Quốc. Nếu nói sông là mạch sống của Trung Quốc thời cổ đại, thì biển chính là sinh mệnh Trung Quốc thời hiện đại. Sau khi đã dành hàng nghìn năm củng cố đường biên giới trên bộ, gần như không thể xâm nhập từ mọi hướng, Trung Quốc đang xây dựng một hải quân nước xanh dương thực thụ. Có thể nói rằng, để đánh một đòn tổng lực vào Việt Nam là điều không thể. Trung Quốc còn phải chia quân ra, trấn giữ phía Bắc, dùng quân để phòng ngừa nội loạn ở khu vực trong nước và đặc biệt là còn phải để dành một số cho việc hỗ trợ Triều Tiên. Mạnh mẽ bên ngoài nhưng mong manh bên trong có lẽ là câu nói phù hợp với địa lý Trung Quốc. Nếu nhìn vào Trung Quốc, thực tế chúng ta sẽ thấy họ đang phải kéo căng lực lượng để bảo vệ đất nước chứ không hề yên ổn. Chỉ riêng việc thống nhất đảo Đài Loan thôi mà suốt bao nhiêu năm nay Trung Quốc còn ngập ngừng không dám đánh. Chỉ điều đó là đủ để thấy Trung Quốc mong manh đến mức nào. Liệu có một cuộc chiến mới giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không? Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ để yên cho Việt Nam ta. Trung Quốc không xâm lược Việt Nam lúc này, nhưng chưa chắc họ sẽ không làm thế ở tương lai. Bởi Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói rằng Việt Nam ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. Chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta, đó chính xác là những gì đã diễn ra sau cuộc chiến năm 1979 đến nay. Như quý vị đã biết, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ kể từ năm 1991 và bắt đầu ấm lên với việc vào đầu năm 1999, khi Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đề ra phương châm 16 chữ vàng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Ông Giang Trạch Dân nêu rõ, 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới. 16 chữ đó là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện. Theo đó, ổn định lâu dài là nhấn mạnh tình hữu nghị, chung việc bất cứ lúc nào, bất cứ tình hình nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau. Hướng tới tương lai là phải kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt. Hữu nghị láng giềng là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề với tinh thần hữu nghị láng giềng. Hợp tác toàn diện là không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước. Nhìn vào cách họ lý giải 16 chữ vàng này, chúng ta sẽ thấy một Trung Quốc cực kỳ yêu chuộng hòa bình và thích một mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Nó rất khác với một Trung Quốc hung hăng, hiếu chiến và tàn bạo của những năm 1979. Nhưng hiện tại dù hai nước có nồng ấm thế nào thì trên Biển Đông vẫn liên tục nổ ra căng thẳng, mà chủ yếu là do tàu thuyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam. Do đó, sau bao nhiêu năm nhìn lại sẽ thấy quan hệ Việt-Trung không phải là một gam màu sáng hoàn toàn như phương châm 16 chữ vàng mà là nửa sáng, nửa tối. Điều này đặt ra nghi vấn là liệu Trung Quốc có thực sự tôn trọng mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam hay không? Hay đó chỉ đơn giản là sách lược giấu mình chờ đợi thời cơ? Hãy trở lại năm 2014 để nhìn được dã tâm của Trung Quốc.
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễn tên lửa tấn công nhanh 753,33, tàu hải cảnh cùng nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Có những thời điểm, số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng từng đề cập tới vụ giàn khoan Hải Dương 981 và nhận định rằng đây là bài học cho những ai còn mơ hồ về 16 chữ vàng, về 4 tốt của Trung Quốc. Thực tế, Trung Quốc muốn yên ổn với Việt Nam là vì để rảnh tay đối với Mỹ và phương Tây. Sở dĩ Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào những năm 1990 là do họ đang đứng trước tình hình bất ổn. Khi Đông Âu diễn ra sự thay đổi, phe xã hội chủ nghĩa tan rã, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã phải đưa ra chính sách giống mình chờ thời nhằm đối phó với tình hình quốc tế. Phương châm của họ Đặng là bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, bình tĩnh ứng phó, giống mình chờ thời. Khi đưa ra tư tưởng này, Đặng Tiểu Bình còn nhấn mạnh quyết không đi đâu, không ham hố địa vị lãnh tụ phe xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô để lại. Để tránh bị Mỹ công kích, theo Trung Quốc, do Liên Xô tranh giành địa vị bá chủ với Mỹ và xây dựng phe xã hội chủ nghĩa đối lập với các nước phát triển Âu-Mỹ nên mới rơi vào thảm cảnh. Chính vì thế, nội hàm cốt lõi của ngoại giao giấu mình chờ thời do Đặng Tiểu Bình đưa ra được thể hiện trên hai phương diện, đó là không thách thức bá quyền Mỹ và không thách thức hệ thống quốc tế. Chính chiến lược ngoại giao giấu mình chờ thời mà sau đó đã giúp Trung Quốc lớn mạnh mà không vấp phải sự kháng cự mãnh liệt nào của Mỹ và các nước đồng minh. Ngoài ra, trong thời gian đó, Trung Quốc cũng tỏ ra hữu nghị với Việt Nam hơn và các căng thẳng ở Biển Đông cũng lắng xuống. Do Trung Quốc không gây hấn với Việt Nam rồi bị chú ý. Nhưng đến năm 2012, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại đây, học tập đã lần đầu tiên công khai về cái gọi là giấc mơ Trung Hoa hay là giấc mơ Trung Quốc với mục tiêu về sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa dựa trên hai trụ cột chính, đó là sức mạnh kinh tế và vị thế quốc tế. Điều này đã đi ngược lại hoàn toàn với phương châm giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình. Nó cho thấy Trung Quốc tự tin mình đã đủ lớn để có thể cạnh tranh với nước Mỹ. Cũng trong năm này, đã diễn ra sự kiện Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tư tưởng nước lớn đã một lần nữa trỗi dậy và Trung Quốc bắt đầu bành trướng điên cuồng, bất chấp tình hữu nghị đã xây dựng trước đó với nước ta. Có thể nói, quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc từ năm 1991 đến nay đã được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2012. Đây là giai đoạn Trung Quốc giấu mình chờ thời và có mối quan hệ nồng ấm với Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo là từ năm 2012 đến nay, khi Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy, thách thức các nước Mỹ, Âu, cùng với đó là gia tăng những hành vi chiếm đoạt trên Biển Đông. Thế nên cái gọi là phương châm 16 chữ vàng thực tế cũng chỉ là công cụ ru ngủ Việt Nam của Trung Quốc. Còn sự thật thì Trung Quốc vẫn luôn lăm le, chờ đợi thời cơ mở rộng lãnh thổ xuống nước ta. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, Trung Quốc có thể vẫn sẽ hòa hoãn với Việt Nam vì họ còn phải củng cố thực lực, phá vỡ thế bao vây cô lập mà Mỹ giăng ra trên biển. Trước khi một lần nữa gây hấn với Việt Nam, Trung Quốc thực sự cần phải cởi trói cho chính mình bởi nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào biển. Cho cả đầu vào gồm nhiên liệu, nguyên liệu lẫn đầu ra là hàng xuất khẩu. Nhưng trong khi Mỹ có thể tiếp cận với hai đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương mà không hề bị cản trở, thì Trung Quốc lại đang phải gặp rất nhiều chướng ngại vật để có thể giao thương với thế giới bên ngoài. Từ phía đông bắc Trung Quốc lại bị cản trở bởi Hàn Quốc và xa hơn nữa là Nhật Bản. Cả hai người hàng xóm này đều là đồng minh thân cận của Mỹ, có căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Từ phía đông nam thì họ thấy đảo Đài Loan những năm gần đây cũng tăng cường mua sắm vũ khí từ Mỹ. Đặc biệt, khu vực quan trọng nhất với mạch sống của Trung Quốc chính là Biển Đông. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 80% dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua eo biển Malacca rồi vòng lên Biển Đông. Trong thời bình có nhiều đường đến Trung Quốc từ Biển Đông. Tuy nhiên, nếu như xảy ra xung đột, tuyến đường có thể dễ dàng bị chặn đứng,
từ đó vắt kiệt mạch sống của Bắc Kinh. Trong Thế chiến thứ hai, thất bại của phát xít Đức và Nhật một phần lớn đến từ việc không có đủ nguyên liệu. Do đó, đánh Việt Nam là chưa phải lúc. Trung Quốc cần thắng được Mỹ, cởi bỏ sợi dây xích mà Mỹ trói lên, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu nhiên liệu và trở thành một cường quốc thực thụ về biển. Khi thời cơ đến, tự nhiên sẽ có cái cớ để được đưa ra để gây hấn với Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2014, khi Trung Quốc quyết định rút giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh, đừng ảo tưởng việc giàn khoan Hải Dương 981 rút về đảo Hải Nam là Trung Quốc đã chấm dứt việc bành trướng bá quyền. Giàn khoan đó dù có đi đâu thì cũng vẫn ở trên Biển Đông. Đó là mắt xích để Trung Quốc thực hiện ý đồ của mình. Còn Việt Nam cần phải tiếp tục kết hợp với quốc tế để đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Kể từ sau năm 2014, quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu gay gắt hơn, đề phòng hơn. Song, thay vì cương quyết đối đầu như những năm 1970, thì nay Hà Nội đi theo chủ trương là đấu tranh hòa bình có giới hạn, tức Việt Nam sẽ ra sức giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc hết sức có thể và chỉ đáp trả nếu như đối phương kiên quyết xâm phạm lợi ích của Việt Nam. Điển hình cho đường lối này là vào ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích của chuyến thăm là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua. Trước đó, Việt Nam đã nhiều lần đề nghị gặp mặt Trung tướng để giải quyết căng thẳng, nhưng đều bị từ chối. Phải đến tháng 8, nỗ lực ngoại giao mới có hiệu quả, và cho đến nay, đường lối đó đã chứng minh được tính đúng đắn khi không có một cuộc xung đột lớn nào đáng kể nổ ra. Giữa hai nước Việt-Trung vẫn hữu nghị với nhau, dù vẫn hăm he nhau trên Biển Đông. Nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời của Việt Nam. Chúng ta không cho họ cái cớ để gây sự, chứ không thể nào trấn áp được hoàn toàn dã tâm của đất nước này. Bởi suy cho cùng, họ chính là vì giấc mộng Trung Hoa, nên bắt buộc phải thực thi những chính sách cứng rắn hơn tại Biển Đông và Biển Hoa Đông với Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và các nước có yêu sách về chủ quyền. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là tất yếu và chắc chắn sẽ một lần nữa làm cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc gặp nhiều căng thẳng trong tương lai. Âm mưu của Campuchia đối với Việt Nam. Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, có đường biên giới tiếp giáp kéo dài 10 tỉnh của phía Bắc Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia. Hai quốc gia có truyền thống gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Đặc biệt sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực, góp phần củng cố mối đoàn kết giữa hai dân tộc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tuy nhiên, với mưu đồ kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ Việt Nam với các quốc gia láng giềng, các thế lực thù địch, chống đối vẫn liên tục tung ra những thông tin luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia và kích động tư tưởng mâu thuẫn thù địch hẹp hòi dân tộc. Đã có một làn sóng phản đối Việt Nam dữ dội tại Campuchia, khiến cho chính quyền của ông Hun Sen phải hết sức đau đầu, tìm cách giải quyết tối ưu. Vậy thì thực hư ra sao? Liệu rằng Campuchia có phải là mối nguy hại lớn của Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng để có được câu trả lời chuẩn xác trong video clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại mối quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia để nắm rõ hơn tình hình chung hiện nay. Sau năm 1975, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự hiểu biết không đầy đủ, đúng đắn của nhà nước Campuchia Dân Chủ về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và có cả sự ủng hộ xúi giục của các thế lực nước ngoài nhằm gây bất ổn chính trị tại khu vực Đông Dương, nhà nước Campuchia Dân Chủ đã thực thi việc leo thang chính sách đối ngoại gây căng thẳng đối với Việt Nam. Nhìn lại việc nhà nước Campuchia Dân Chủ thực hiện chính sách thù địch đối với Việt Nam cho thấy, nhiều khía cạnh lịch sử, nhất là việc chúng ta nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đàm phán hòa bình để giải quyết các bất đồng giữa hai nước. Tại sao lại nói như vậy? Đơn giản vì trong lịch sử xa xôi, Việt Nam từng đưa quân sang chinh phạt nước bạn và chiếm lấy nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, mà ngày nay chính là khu vực Nam Bộ,
bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nếu nhìn một cách đúng đắn hơn thì đây chỉ là một hành động mở rộng lãnh thổ của các quốc gia cổ đại, giống như những gì mà đế quốc Khmer từng làm mà thôi. Tuy nhiên, với cái nhìn hạn hẹp và sự nhỏ nhen vốn có, một bộ phận người Cam cực đoan chưa bao giờ từ bỏ mối thâm thù đại hận đó, để rồi hận thù ngày càng khắc sâu khi vào năm 1979, Việt Nam lại một lần nữa đưa quân sang Campuchia để tiêu diệt chế độ Pol Pot đang tàn sát người dân vô tội tại đây. Khi Việt Nam cùng với Campuchia giải phóng Phnom Penh, quân tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Pol Pot vẫn bố trí 19 sư đoàn tập trung ở biên giới, còn lại một số ít trong nội địa. Chúng chạy dạt chủ yếu vào vùng rừng núi phía Tây, Tây Bắc Campuchia. Khi đó, cả chính quyền và quân đội Campuchia đều còn non trẻ, chưa thể tự bảo vệ được đất nước, nên nhà nước Campuchia đề nghị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở lại, giúp họ bảo vệ đất nước, không cho Pol Pot quay trở lại. Bởi thực tế, chúng đã quay lại đánh phá một số nơi, tiếp tục tàn sát dân, đánh vào chính quyền Campuchia. Nếu chúng ta không ở lại mà bỏ mặc bạn bè người thân, nước bạn sẽ lại rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Theo đề nghị, kêu gọi của chính quyền Campuchia lúc đó, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ở lại Campuchia thêm 10 năm. Trong 10 năm đó, chúng ta giúp bạn đánh đổ hoàn toàn chính quyền của Pol Pot. Có thể nói, trên toàn bộ đất nước Campuchia không còn hình bóng của chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng ta cũng giúp bạn xây dựng đất nước từ làng xã, thôn xóm lên đến trung ương. Thời điểm đó, nườm nượp các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực từ quân sự, nông nghiệp, báo chí, y tế được điều động từ Việt Nam sang. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải tiếp tục huấn luyện xây dựng quân đội Campuchia mạnh lên để họ có thể tự bảo vệ đất nước mình. Có thể nói, 10 năm đó, chúng ta đã chấp nhận rất nhiều hy sinh. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ của ta đã hy sinh. Đến giờ vẫn còn khoảng 3.000 quân tình nguyện Việt Nam chưa tìm được hài cốt. Đối với các gia đình liệt sĩ, đối với đất nước, đây thực sự là nỗi đau quá lớn. Nhưng chúng ta không thể không giúp đất nước bạn. Từ chính sự thương xót của mình dành cho người dân khốn khó, nhưng cuối cùng thì vẫn bị gán cho một cái danh xưng là kẻ xâm lược, tham lam. Lợi dụng những suy nghĩ sai lệch trên, trong nhiều năm trở lại đây, Đảng Cứu Quốc Campuchia, đứng đầu là ông Sam Rensi, đã được thành lập để đối đầu với Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen. Người đứng đầu đảng phái này đã phát động nhân dân nước mình chống phá nước bạn và gán cho chính quyền của ông Hun Sen tội danh tay sai bù nhìn, bán nhà nước cho Việt Nam. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia vào tháng 7 năm 2013, nhằm tập hợp lực lượng và thu hút cử tri ủng hộ, Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia của ông Sam Rensi đã đưa ra cương lĩnh, tăng cường biện pháp siết chặt quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đặc biệt là người Việt Nam. Sam Rensi cũng nhiều lần lên tiếng cho rằng Việt Nam đã xâm chiếm Campuchia, lấy đất của Campuchia ở vùng biên giới Tây Nam. Trước những phát ngôn làm tổn thương đến tình cảm, tình nghĩa hai dân tộc, ông Phay Siphan, phát ngôn viên văn phòng chính phủ Campuchia phát biểu vào ngày 13 tháng 8 năm 2013 rằng chính phủ Campuchia lấy làm tiếc vì trong chiến dịch tranh cử quốc hội khóa 5, ông Sam Rensi đã có những phát biểu mang tính kích động chia rẽ dân tộc Việt Nam và Campuchia. Ông Phay Siphan khẳng định quan điểm của chính phủ Campuchia, người Việt Nam đã sinh sống nhiều đời tại Campuchia và có đủ giấy tờ là công dân Campuchia, hợp pháp với đầy đủ quyền lợi được pháp luật bảo vệ. Năm 1998, Sam Rensi đã bắt đầu kích động, kêu gào trục xuất người Việt khỏi Campuchia. Chính trường Campuchia cũng bắt đầu thay đổi từ thời kỳ này. Năm 2009, Sam Rensi dẫn theo một nhóm tùy tùng đến biên giới với Việt Nam và nhổ một cột mốc. Ông ta đã bị phạt 12 năm tù vì hoạt động phạm pháp này. Sau đó, Sam Rensi chạy trốn và lưu vong cho đến năm 2013, khi được Hoàng gia Campuchia ân xá trở về và tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tranh cử cho CNRP với đường lối bài Việt cực đoan. Đây là một luận điệu xuyên tạc hết sức nực cười và cũng rất đỗi nguy hiểm đối với đất nước hình chữ S. Thế nhưng nó vẫn nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người Cam, những người có hiểu biết sai lệch về lịch sử và mang tâm lý dân tộc cực đoan. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trung Quốc đã xây căn cứ hải quân Giam ở Campuchia. Các ảnh vệ tinh được công bố trên trang web của Black Sky
một công ty của Mỹ đang giám sát việc xây dựng tại căn cứ hải quân Giam ở Campuchia. Black Sky cho biết, những dấu hiệu đầu tiên về việc xây dựng đã xuất hiện vào tháng 7 năm 2022. Các hình ảnh cho thấy, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng cơ sở này kể từ cuối năm 2022. Dựa trên hình ảnh, một bến tàu gần như hoàn thiện ở Riam có kích thước và thiết kế tương tự một bến tàu mà Trung Quốc sử dụng trong căn cứ hải ngoại duy nhất của nước này ở Djibouti. Căn cứ Riam nằm ở phía nam của Biển Đông. Tờ Khmer Times vào ngày 19 tháng 8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibanh tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa căn cứ hải quân Riam với sự giúp đỡ của Trung Quốc và chính phủ không cần lắng nghe người khác, lo ngại về chủ quyền của mình. Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Phnom Penh sau khi trở về từ Trung Quốc, hôm 16 tháng 8, tướng Banh cho rằng lo ngại về việc phát triển căn cứ hải quân Riam tại tỉnh Prest Sihanouk là không mới. Ông lưu ý rằng căn cứ này nằm trong chủ quyền của Campuchia. Một số nước trong đó có Mỹ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc tại căn cứ hải quân của Campuchia và cho rằng điều đó ảnh hưởng đến chủ quyền của nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến mối quan hệ Mỹ-Campuchia. Tuy nhiên, ông Banh bác bỏ thông tin cho rằng Campuchia đang trao Trung Quốc vị thế độc quyền đối với một phần của căn cứ này. Tại lễ đồng thổ dự án nhằm hiện đại hóa căn cứ hải quân Riam hôm 8 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibanh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wenian cũng đã bác bỏ các mối lo ngại về việc nơi này sẽ trở thành một tiền đồn quân sự quan trọng về chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 km. Các quan chức giấu tên nói rằng việc xây dựng cơ sở hải quân Trung Quốc ở Campuchia là một phần quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp thế giới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cường quốc toàn cầu thực sự. Tại sao Trung Quốc phải chọn Riam mà không phải là bất kỳ một nơi nào khác? Đơn giản là vì nếu đối chiếu vị trí xây dựng căn cứ này trên Biển Đông, bạn sẽ thấy nó quan trọng như thế nào đối với các đường tiến lùi của Trung Quốc. Do đó, hầu hết các chuyên gia đều đánh giá rằng Riam mang đến nguy cơ lớn cho sự ổn định của an ninh khu vực. Dường như nhận thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, nên Campuchia còn tích cực mua sắm thêm vũ khí từ phương Tây, chẳng hạn như là các bản hợp đồng đặt mua pháo phản lực mà Campuchia đã ký kết cùng với Cộng hòa Séc cách đây vài năm. Vậy nên có thể nói là sức mạnh quân sự của Campuchia hiện nay đã khác xa so với trước kia rất nhiều, thậm chí mà nhiều chuyên gia phân tích còn cho rằng Việt Nam có gì là Campuchia có đó, chứ không bị lép vế trước láng giềng kế bên. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam thì lại cho là nhận định trên đang tâng bốc Campuchia quá đà. Vì so với Việt Nam, quy mô quân đội của Campuchia còn kém rất xa so với dân số của họ quá ít. Nói gì thì nói, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đang ngày càng phát triển không ngừng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, vận mệnh của hai nước Việt Nam-Campuchia luôn gắn kết với nhau chặt chẽ. Mối quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau. Việt Nam và Campuchia đều nhận thức sâu sắc rằng việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài là trách nhiệm chung của cả hai bên, là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước, đảm bảo vững chắc cho các thế hệ con cháu mai sau của hai dân tộc được sống trong thái bình, ấm no và hạnh phúc. Tới đây, thời lượng của video ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong tương lai? Hãy trao đổi với chúng tôi qua phần bình luận phía dưới video này. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo trên kênh Hồ sơ Quyền lực.